Ở video hôm nay mình với Vidax sẽ cùng nhau đi kiểm chứng những tin đồn cực kỳ bí mật trong Blockfoot. Từ việc sử dụng check-in chain với khoảng cách hai hòn đảo, hay là chúng ta có thể quẩy trên không trung trong vòng 24 tiếng trong Blockfoot. Tất cả mọi thứ sẽ có trong video này. Và đừng quên là các bạn có thể xem hoàn tập với 4.145 cái phần bình luận nha. Ai thì đến với lời đồn đầu tiên, đó chính là khi mà chúng ta sử dụng Aura Haki quan sát thì nó sẽ gây ra nhiều đam hơn khi mà Quýnh không có Haki quan sát, em tin không? Là khi anh bật Haki quan sát anh sẽ đánh em đau hơn bình thường hả? Anh không biết nữa, lời đồn mà giờ anh thử mới biết nè. Đầu tiên anh sẽ Quýnh em bằng cái Electric Claw 2k4 đam. Và bây giờ anh sẽ bật Haki quan sát lên và... Oh, 2k8 đam. Ủa nhưng mà cái đó anh bật Haki vũ trang mà. Thì ý là Haki á, tại nói lộn. Vậy là lời đồn này có thật nha các bạn, khi mà chúng ta bật Haki lên thì có thể gây ra nhiều đam hơn. Nhưng mà là Haki vũ trang chứ không là Haki quan sát nha. Tất nhiên rồi các bạn, Haki vũ trang là làm bạn đen hơn nên các bạn cứng cáp hơn. Và đến với một lời đồn tiếp theo, đó chính là trái Shadow khi ở trong bóng tối nó sẽ gây ra nhiều đam hơn lúc mà chúng ta sử dụng nó vào buổi sáng. Em nghĩ nó là thiệt á, tại Shadow là kiểu bóng đêm mà, nên bóng đêm nhiều hơn là nó sẽ mạnh hơn. Rồi giờ anh test chiêu lên người em nha. Chiêu dách đầu tiên sẽ gây ra 3k6 đam. Và chiêu V sẽ là... Ơi đứng đó nè, gán nha Phúc. Không đau lắm đâu Phúc ơi, không đau đâu, gán chịu đựng xíu nha. Dạ em sắp chết luôn rồi. Thì chiêu V lúc này sẽ gây ra được 9k2 đam nha. Một chiêu nữa là đi luôn á nha. Thôi được rồi, tha nhau bị đắt các bạn ơi. Nhưng mà hiện tại thì nó đang vẫn còn là trời sáng nên là chuyển sang trời tối thôi nào. Ok thì bây giờ trời đã tối rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi quýnh bị đắt tiếp. Ok, gán nhau hốt một cái nữa thôi để coi đam có tăng lên thiệt hay không nha. Sẵn sàng chưa hốt? Em sẵn sàng rồi. Đúng. Gán nhau hốt, gán nhau hốt. Em chết trong này luôn rồi đó. Cái này yếu hơn mà, cái này đang là buổi tối thôi mà. Coi gì. Ui, trời. Thì buổi tối trái Shadow được tăng lên 9.500 đam nha các bạn. Nhưng mà thậm chí là nó còn chưa hết chiêu nữa. Mà Vidac nó sụp nụ rồi. Sụp nụ bê tư chè. Thì theo mình nghĩ khi mà buổi tối trái Shadow sẽ được tăng hành nộ là đam nó cũng sẽ được tăng theo, cũng khá là dễ hiểu ha. Thì đến với lời đồn tiếp theo, đó chính là khi chúng ta sử dụng chiêu dách của trái Bắc Ma và đi xuống thuyền, nó sẽ tạo cho chúng ta một cái tay lava vĩnh cửu luôn. Em nghĩ là cái này có thiệt không? Anh nghĩ có thiệt á. Em cũng nghĩ là có thiệt á. Em nghĩ mấy cái lời đồn của anh, các bạn fan video là lúc nào cũng thiệt chứ. Anh nghĩ là anh sẽ tin vô các bạn fan để giờ anh mua thuyền thử nha. Bây giờ thì anh phải chui xuống dưới cái đích thuyền này để làm thử cái lời đồn. Ôi mà sao chui được, chắc là ba đâu có đi xuống nước được. À đây rồi. Sau đó thì chúng ta sẽ sử dụng chiêu dách bắn tùm lum. Rồi sao ủa hello phải không? Ôi ui thiệt hả? Thiệt nè. What the hell, vãi cái chợ. Ôi lỗi này có thiệt hả? Cái này nhìn nó còn bự hơn cái lỗi bung của anh nữa. Nghe nó còn real hơn mà nó dễ làm hơn nữa chứ. Vãi cái chở thiệt. Chiêu Z đúng không? Em cũng muốn làm nữa. Chiêu Z em đâu em làm thử thôi. Em làm thử. Đây phải làm nè. Rồi. Ủa em đâu rồi? Alo, em chết rồi. Ủa em không có tầm cá hả? Không. Ủa phải tập cá mới làm được hả? Em nghĩ đâu chưa biển mày không tập cá. Thì nói chung lời đồn này là uy tín nha, cứ là xịn luôn á. Mày thôi các bạn nhớ phải có tập cá mới làm được nha. Và đến với lời đồn tiếp theo, thì như các bạn biết những chiêu di chuyển như là chiêu ép của trái lai như thế này thì nó sẽ không gây đam cho người khác đúng không? Hoàn toàn vô hại luôn. Đúng rồi, không có tác dụng gì hết. Chứ cái việc là nó sẽ giúp các bạn di chuyển nhanh hơn thôi. Tuy nhiên có một trái trong Love Fruit lại đi ngược với những điều đó. Đó là trái gì vậy? Đó chính là trái Rumble. Thì theo thông tin mình biết được, khi mà chúng ta sử dụng chiêu ép trái Rumble và ngắm vào đối thủ, bùm, ui, gây đam thiệt nè. Oh my god, hình như nó làm tê liệt nữa. Anh thử, em thử di chuyển đó nha. Rồi, được không? Em bị delay một chút á. Đâu hình thử di chuyển đi em làm cho. Rồi. Thử coi. Ui, đúng rồi, em bị đứng yên đây nè. Thì điều đó này sẽ giúp các bạn combo dễ hơn. Vậy mới gọi là combo nè. Vậy mới gọi là combo nè. Mày biết ai mới là người chơi combo thiệt sự không? Ê Phúc đi thôi anh nè, let's go. Ok. Thì đầu tiên chúng ta chỉ cần qua Sea Castle và đi lấy cái Death Step. Đúng rồi, cái này là dạng V2 nè. Xuống lửa ở giữa. Thì lời đồn này đó chính là khi mà các bạn sử dụng chiêu V của cái Death Step này và đổi sang cái melee khác thì các bạn có thể quẩy trên không liên tục 24 tiếng đồng hồ trong Lock Foot luôn. Quẩy trên không 24 tiếng. Nghe cũng có vẻ hơi vô lý ha, để anh thử. Hey, let's go. Đổi sang melee khác. Quay what? Này, đứng yên đi mà, anh đừng đá nữa. Hay chỉ nếu mình dùng chiêu V, dùng chiêu C là lúc đó mình sẽ đá ra lửa liên tục luôn hả? Để ông làm thử coi. Ok, đợi em xíu. Ok, giờ em sẽ dùng chiêu V, dùng chiêu C nha. Ok, thử coi. Song kiếm hợp nhất. Ủa bảy cái này là song chân hợp nhất. Lên đi Phúc. Ui, ghê vậy? Oh my god. Đỉnh vãi.
em còn ngầu hơn anh nữa. Bật cái chân lửa lên nhìn ngầu vậy. Điều khiển nè anh thấy không? Hay hay hay. Xong chân hợp nhất. Ôi điên ra điên vậy. Người xé đâu quầy, anh không muốn bị mắc kẹt đây vĩnh viễn đâu. Hay vậy, lâu nay hay vậy. Cũng hay á. Ok, thì bây giờ Vidac sẽ đứng đây 24 tiếng nha. Mình sẽ quay video tiếp đây. Tạm biệt em nha Vidac. Thì sẵn tiện đang ở Sea Castle, chúng ta sẽ đến với một bí mật tiếp theo. Lời đồn. Nhầm nhầm, anh xin lỗi nha. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ cần leo lên cái tháp cao nhất trên Sea Castle. Và sau đó thì chuyển sang trái control. Rồi, bật chiêu dách lên nha. Ui, ui, gì nhìn ảo vậy? Rồi, các bạn thấy phía xa xa kia lại không? Vidac đó các bạn. Bây giờ mình sẽ sử dụng chiêu X của trái control và chém ngay Vidac, thấy ui, không? Ôi, hay hay hay, một cái đường màu tím kéo tới tặng chỗ em luôn. Mất trời ơi. Đỉnh không? Đỉnh không? Đỉnh vậy. Đó, ừ. đó. Nè, tới đây nha. Ok. Đó. Em một phía vô. Thôi khó à, khó không chơi đâu. Đổi sang cái lời đồn khác đi, nhưng mà cái này có thiệt nha, rất là đỉnh luôn. Anh không ngờ là chi biết có chicken cho anh xa luôn á. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một lời đồn kế tiếp. Em biết ra gì không? Đi qua đảo Peanut đi, đảo đậu phộng. Ok, đậu phộng. Peanut Land. Rồi lâu lắm mới lên đảo này luôn á. Rồi giờ thì theo anh nè, let's go. Em biết bí mật ở đây là gì không? Trước mắt em luôn á. Thua đi, nói cho biết. Rồi, thấy anh nè, thì ở trên cái đảo này có một cái hang bí mật. Rồi, vô được không ta? Ui, vô được luôn nè. Wow, hay vậy. Ui, bơi đi Phúc, tắm tới biển nè. Ui, hả? Em không bơi được. Sao hả? Này nè, anh bơi bình thường mà. Nè, xuống bơi đây cô. Giỡn hoài vậy. Ủa sao nó bị nhân tạo? Không ngờ trên cái đảo đậu phộng lại có cái hang bí mật như thế này. Đúng là bá đạo mà. Vậy là lời đồn này là có thiệt nha các bạn. Thôi bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái lời đồn tiếp theo nha các bạn. Đây chính là một lời đồn liên quan tới con T-Rex. Em biết đó là gì không? Em không biết. Thôi để bây giờ anh lấy trái T-Rex ra cho em biết nha. Ai. Thì như các bạn biết, trái T-Rex chính là một trong những trái có cái em quan cực kỳ bá đạo. Tuy nhiên thì nếu như mà chúng ta chỉ em quan một cái thế này, nó chỉ gây ra 675 đam. Nhưng khi mà chúng ta biến thành hình dạng khủng long bảo chúa. Rồi bây giờ anh quýnh thường em cái là em xài chiêu CTB một nơi thiệt là xa luôn nha. Rồi giờ anh quýnh em nha. Ok. Rồi TB đi, TB đi. What tợ heo đam hồi nãy kìa. Oh my god, em sắp 4k5 đam cho một cái em quan nha các bạn. Vậy là cái này có thiệt nha các bạn. Khi mà chúng ta chỉ cần gây ra một cái em quan thế này thôi mà nó phơi TB ra chỗ khác thì nó sẽ gây đam cực kỳ nhiều luôn. Nói chung là mình rất là thích xài trái T-Rex nha các bạn. Các bạn chỉ cần kiểu combo one shot thôi là nó hủ xe. Ôi what the fuck. Anh đang ngậm nó trong miệng mà. Em đang ơi si cách độ. Ủa là sao? Ok, lời đồn tiếp theo thì nếu như các bạn không biết, chiêu X của trái control chính là một chiêu rất là mạnh, có thể cắt hết tất cả mọi thứ, thậm chí là cả cây nấm này nữa. Không được. Nhưng mà nó cũng chính là cái trái gọi là hài nhất trong Love Food luôn. Em biết lý do tại sao không? Tại sao vậy? Bởi vì chiêu X nó sẽ tạo cái tiếng động cực kỳ bựa khi mà chém cái phía bên ngoài đó, nghe không? Nghe tè. Nghe như mà thằng nào địch trong lớp vậy. Ủa anh xài chiêu ngoài vòng được nè Phố. Bên ngoài vòng luôn nè, em ra ngoài vòng ơi. Ôi chuẩn. Anh mới kéo vòng đi kìa, thấy không? Đúng rồi, hái em tới nói luôn á. Trời ơi, mình lại phát hiện một loại bung mới đó rồi, what the hell. Ok, thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với một lời đồn của trái chớp chớp nha các bạn, trái của tứ hoàng Buggy. Thì như các bạn biết, trái chớp á, nó sẽ không thể nào mà bị mấy cái kiếm quýnh được đúng không? Đúng rồi, cái kiếm là không thể nào tác động được lên. Tuy nhiên, cây Sadi chính là một trong những ngoại lệ của trái chớp. Ngoại lệ? Đâu anh đánh thử ai của chúng không mà ngoại lệ? Trời nè cô. Mày ghê không? Ủa nhưng mà đâu có gây đàm đâu. Nhưng mà em không có né được. Còn mấy chiêu khác coi nè. Đó là em né được hết luôn. Tuy nhiên chiêu này thì em sẽ bị khống chế. Đó. Chắc là nó vẫn có một chút khống chế hay gì là không có gì đúng không? Còn nếu mà em muốn kiếm quýnh được em á thì để anh cho em coi. Mày. À dạ. Và tiếp theo có cái lời đồn khá là kinh khủng về trái rubber trong Love Food. Em biết đó là gì không? Là gì? Trái rubber chính là trái mạnh nhất trong game. Anh đang kể chuyện hài hả? Chuyện nào nó có ghi 5 nó mới mạnh thôi, chứ giờ nó chỉ có ghi 2 thôi à. Thì như em biết á, trong Love Food á, súng với lại cái trái Rumble chính là hai thứ phổ biến nhất trong PvP đúng không? Đúng rồi, hai cái combo khá là dễ dùng. Nhưng mà khi mà em xài trái Rubber vô thì sao? Ok, anh muốn em chịu. Trời, đòi bắn. Gì? Gì? Mày đòi bắn tao. Sao sợ chưa? Gì thì trái Rumble. Ây da. Ủa? Là mạnh dữ chứ cu. Chưa, cái đó chưa có đủ điện hay sao á. Trời ơi. Gãy ngứa mày. Hình như nó bị lỗi hay sao á. Đây nè. Trời, cái gì vậy? No. Ủa. Đủ chưa cu?
đủ chưa cô? Thì với trái Rumble này chúng ta có thể né hầu hết toàn bộ kỹ năng của trái Rumble và kể cả mấy cái súng nữa. Nhưng nếu như các bạn gặp những người sử dụng melee hay là trái quỷ khác thì sao? Đương nhiên rồi, trái Rumble vẫn còn cái kỹ năng khá là cao đó chính là bỏ chạy nha. Ủa, vậy là mạnh nhất rồi đó ha. Và tiếp theo chính là cái... Và tiếp theo chính là cái bí mật khá là bá đạo của trái Spider-Man. Thì một cái bí mật đây đó chính là chiêu V của trái Spider nó sẽ đổi màu theo Haki. Tuy nhiên đúng khi rồi. Mà em đeo Haki 7 màu vào thì nó sẽ đổi thành 7 màu của chiêu V luôn. Là chiêu V của em sẽ biến thành 7 màu luôn, hiểu không? Là nó khi nó bắn là nó sẽ thay đổi màu luôn. Ok, anh đâu anh thử bắn thử ơi. Rồi, không tin như vậy, coi này nha. Xài chiêu V nó sẽ đổi màu qua màu tím. Đó. Còn màu xanh. Từ màu xanh qua màu tím. Chuyện này làm sao có thể được? Đến với lời đồn tiếp theo thì ở lời đồn này đó chính là melee Dragon Talon đang là melee sở hữu cái quýnh thường có số lượng đam lớn nhất Lockwood. Sao có thể được, em nghĩ đáng ra phải là cái melee mới nhất, cái săn gui ad nó mới là đam cao nhất chứ. Anh cũng không biết nữa, thì đây chỉ là lời đồn thôi nên là bây giờ tụi mình phải đi kiểm chứng nó mới được. Thì mình sẽ kiểm tra cái lời đồn này bằng cách là sử dụng ba cái melee đó chính là Dragon Talon, God Human và cái quyết quy thực, bởi vì đây chính là ba cái melee mà mạnh nhất Lockwood hiện tại rồi. Để coi đâu chính là cái có lượng sát thương lớn nhất nha. Đầu tiên sẽ là cái quyết quy thực mày 2k5 đam dũng chưa có hấm lắm. Rồi anh trở về nè, gót thơm anh tới nè Phúc, sẵn sàng chưa mày 2k8 đam. What the hell, lần này đau chưa? Lần này cũng được thôi à, chứ chưa có hấm với cái da đen của em lắm. Lần này mà em nói không đau nữa thì anh cũng bó tay đó nha, anh thử nha. Ok, melee được đồn là mạnh nhất lớp phút hiện tại mày 2k9 đam, gần 3000 đam luôn á. Đau rồi đó. Ui, là lời đồn nó có thiệt nha các bạn. Mele này có thể khiến cho Vidac đau. Thì đây chính là một cái lời đồn liên quan tới trái Control nữa. Trái Control nhiều lỗi vậy. Ủa, nhiều lời đồn vậy. Đúng là trái chuẩn bị được reward có khác ha. Nhiều lời đồn vãi cái sở thiệt. Đúng luôn, đồn như lời vậy đó. Là gì? Ấy! Trời, thôi đừng nói từ đó. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bật chiêu dách của trái Control lên. What the fuck? Vậy là thiệt hả? Cái này chắc cái bình hơi bất ngờ đúng không Phong? Ok, thì video đến đây đã kết thúc rồi nha các bạn. Và bài học hôm nay đó chính là nếu như các bạn muốn thấy mặt của Vidac ngoài đời thiệt thì hãy nhớ comment bên dưới nha. Ý mình là like và đăng ký cho mình nữa.